Các bạn ơi, hôm nay mình lại tới siêu thị Costco nha. Thì rồi mình làm cái siêu thị Costco về vấn đề điện máy, thì giờ mình sẽ làm siêu thị Costco mà về vấn đề thực phẩm nha. Ở đây thực phẩm cũng tương đối tốt để đó các bạn ha, mình sẽ quay nha. Thịt gà ngâm sẵn đây nha các bạn ha. Nó là 4 đồng 3. Này là thịt không khói, một bao 2 đồng 49. Cái này là tới 5 bao mấy là 12 đồng 95. Này có những miếng bơ nha, chi là một miếng là 4 đồng. Ok, hộp dưa leo ngâm sẵn 7 đồng. Dĩ thịt bò 3 miếng này là 38 đồng 32. Nè, xúc xích 4 bịch. Chuyên giống lạc xưởng vậy hả? Dạ đúng rồi, lạc xưởng tươi xúc xích nó là 14 đồng. Cái này sườn bò nha các bạn, nó là 2342, giá 31 đồng 44. Cá hồi xanh mông này là 2 bao mấy là 18 đồng. 2 con cua khoảng 3 bao là 27 đồng 42. Này là thịt bò vai nha các bạn. Bisonder bò Patrick là 13 đồng. Đây là thịt gà xông khói nha các bạn ha, giá là 15 đồng. Này cũng gà, thịt gà xông khói bacon ha, giống như vậy mà cái giá nó rẻ là 14 đồng. Này xúc xích gà xông khói thì một hộp của nó là 13 đồng 8. Cái này là sườn bò ướp sẵn, một bao của nó là 3 đồng 19. Thì dưới một cái bịch này thì như vậy là 20 đồng 74. Này là bánh bơ nha các bạn ha, cái bánh bơ to đùng 8 đồng. Này là bánh mì đen 8 đồng. 2 cái ổ bánh mì baguette 5 đồng. Đây là cá hồi ha. Thì một bao của nó là 10 đồng. Thì này là một bao 46 thì nó là 14 đồng sao. Cá này giống cá hường nha các bạn. 4 con nó là 11 đồng 75. Cái này cái gì không biết mà 3 con nó là 2 bao rưỡi, mỗi bao là 4 đồng, như vậy là cái này là 9 đồng 94. Cái này là cá tươi hở lóc sẵn, một bao là 5 đồng, ở này là 6 bao mấy, nó khoảng 31 đồng. Cái bánh sinh nhật này khoảng 16 đồng. Bánh sinh nhật này 13 đồng. Cái này giống như hoành thánh mì của Việt Nam mình ha, nó gọi là phai chi tortelloni. Cái này 10 đồng. Cái này gà quay nóng nha các bạn ha, này là 5 đồng. Cái này thịt gà nha các bạn, 4 đồng 9. Hộp hộp nho này khoảng 8 đồng rưỡi nha các bạn. Một hộp 14 trái giá của nó là 5 đồng. Một trái dưa hấu khổng lồ 6 đồng nha. Những trái dưa hấu rất là khổng lồ 6 đồng. Một cái thơm, trái thơm 3 đồng nha.
cà nải chuối 8 trái, giá của nó là 1 đồng 2, một hộp cà 2 bao là 5 đồng 8, cà này thì là 5 đồng. Rồi, đây tôm luộc nha các bạn ha, 13 đồng 21. Một bịch khoai lang sạch giá 10 đồng. Củ hành rất to nè các bạn ha, giá là 4 đồng rưỡi. Một bịch gà giò viên nó là 6 đồng 7. Vậy là mình đã làm xong video ở cái gian hàng thực phẩm và tươi sống này nha các bạn ha. Rồi hẹn các bạn, mình sẽ gặp các bạn ở video kế tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại.